Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ tư ngày 1 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Vĩnh Long sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức từ ngày mai, 2 tháng 6. Vĩnh Long triển khai ngày di chất dinh dưỡng, đồng loạt tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ. Đây là một trong những hoạt động chăm sóc trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Vĩnh Long tập trung thi công các công trình giao thông chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Theo các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rất khó đoán định như hiện nay. Các đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có các kịch bản để ứng phó với bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế của thế giới và khu vực. Một số ý kiến chỉ rõ xuất khẩu tăng mạnh, nhưng tỷ trọng đóng góp của khu vực FDI vẫn lớn nhất trong cấu trúc thương mại của Việt Nam. Năm 2021, đóng góp 74% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điều này phản ánh việc xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng cũng đang tạo ra nhiều bất trắc tiềm ẩn cho nền kinh tế. Nếu doanh nghiệp trong nước không nhanh chóng có sự phát triển toàn diện, nền kinh tế Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn thương nếu các chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Vì vậy, cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mở rộng kinh doanh, đặc biệt là vào các lĩnh vực chế tạo và công nghệ cao, để củng cố nền tảng công nghiệp trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn lao động là người Việt Nam chất lượng cao. Tán thành với một số kết quả đạt được trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết số 68, xem xét có giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn trong các chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội. Khẩn trương hỗ trợ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở, yên tâm làm việc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, về giảm nghèo bền vững, về ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp tục đổi mới đào tạo nghề, trong đó cần đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, định hướng cho nông nghiệp, cho nông dân, gắn với cơ cấu lao động, sinh kế và việc làm tại chỗ cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân và coi đây là một trong những khâu đột phá trong xây dựng nông thôn phát triển bền vững, văn minh và hiện đại. Đề cập đến vấn đề giáo dục đào tạo, các đại biểu khẳng định giáo dục là vấn đề cốt lõi để phát triển đất nước và ổn định an sinh xã hội. Cử tri, người dân rất quan tâm đến vấn đề cải cách, thay đổi chương trình và các mức học phí của các bậc học. Tại sao lại cứ tăng kinh phí, học phí đào tạo hay các khoản phí khác tùy từng trường, từng nơi ở các cấp bậc thấp hay siết chặt đầu vào ở các cấp bậc mà đầu ra lại buông lỏng? Thiết nghĩ ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở hay phổ thông trung học là chúng ta phải có cơ chế giải pháp hạ học phí ở mức thấp nhất, hỗ trợ tốt nhất cho các em, vì đó là trẻ em dưới 18 tuổi, cần phải có môi trường nhận thức và học tập để phát triển. Nhiều đại biểu nhấn mạnh học tập không chỉ từ phía gia đình, nhà trường mà còn ở cả xã hội. Do vậy, cần xây dựng mô hình cộng đồng nhiều hơn để giải tỏa vấn đề áp lực đến trường. Việc học tập và vui chơi chung ở cộng đồng là rất cần thiết trong việc kích thích tương tác và phát triển khả năng tư duy sáng tạo giải trí của giới trẻ. Từ đó, tránh được những áp lực từ nhiều phía cho học sinh, phụ huynh và thầy cô.
do khó đảm bảo. Thực hiện chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 9 về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2021, chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan quân khu 9 và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự một số tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ với tình huống giả định có sự can thiệp và tấn công vào khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long. Trước tình hình đó, Tư lệnh K-90 ra lệnh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao để làm nhiệm vụ A và thực hiện mệnh lệnh động viên. Các đại biểu được tham quan hành động của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long nhận mệnh lệnh của Tư lệnh K-90, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông báo cho Giám đốc Công an tỉnh để phối hợp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tham quan hành động của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự trao đổi thống nhất với chính ủy về nội dung nhiệm vụ chuyển trạng thái. Hành động của các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự triển khai công việc cần làm ngay để chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao. Tham quan cuộc họp Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết chuẩn bị mọi mặt để chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Thông qua diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, các lực lượng trong xử trí tình huống xảy ra trên địa bàn khu vực phòng thủ tỉnh. Thưa quý vị, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2021 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được cả hệ thống chính trị tỉnh tích cực chuẩn bị trong thời gian qua. Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị khai mạc cuộc diễn tập vào sáng mai 2 tháng 6 đã hoàn tất. Từ cuối tháng 6 năm 2021, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các cơ quan của quân khu 9 tổ chức tập huấn cán bộ, đồng thời chỉ đạo các sở ngành tích cực chuẩn bị hệ thống văn kiện diễn tập. Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức luyện tập thử vận hành cơ chế. Sau khi được sự góp ý của quân khu, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tiếp thu hoàn chỉnh hệ thống văn kiện các khối ngành. Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng đã tổng duyệt thực binh tình huống đánh địch đổ bộ đường không vào khu vực phòng thủ, thực binh xử lý các tình huống giả định. Dù cái thời điểm luyện tập để tiến hành thực binh đó, mưa nắng thì thất thường, nhưng anh em cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cái diễn tập. Các anh em luyện tập các phương án theo kế hoạch, chủ động luyện tập và thực hành diễn tập thành công tốt đẹp theo ý định. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2021 nhằm huấn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực chỉ đạo điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, nâng cao năng lực công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các sở ban ngành đoàn thể về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhất là trong việc thực hành, vận hành cơ chế, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, các lực lượng trong xử trí các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn trong cả thời bình và thời chiến. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai 2 tháng 6. Sáng nay, Trung đoàn Bộ binh 890 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022. Sau 3 tháng huấn luyện, 54 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 tại Trung đoàn được giáo dục chính trị, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, huấn luyện điều lệnh, thể lực, công tác hậu cần kỹ thuật. Kết quả huấn luyện đúng theo kế hoạch, hoàn thành 100% nội dung, thời gian, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Sau khi tuyên thệ, các chiến sĩ chính thức trở thành chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và được biên chế về các đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chuyên sâu và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 được phát động từ ngày 1 đến 30 tháng 6 có chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, hướng tới hai mục tiêu, chung tay bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, chung tay bảo vệ trẻ em và hãy lên tiếng tố cáo những hành vi xâm hại bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em. Tháng Hành động vì trẻ em năm nay cũng nhằm kêu gọi cộng đồng quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn lành mạnh.
Hưởng ứng tháng hành động, tỉnh Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh truyền thông để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp, sự phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện, huy động nguồn lực xã hội hóa, chăm lo tổ chức các hoạt động sân chơi giải trí lành mạnh, cải tạo môi trường sống, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Hơn 2 năm tạm lắng do phải chống chọi với dịch bệnh COVID-19, dịp Tết thiếu nhi năm nay được trẻ em cả nước mong chờ vì lại được tụ hội, tham gia những hoạt động vui chơi sau khoảng thời gian dài cách ly ở nhà và học online. Đặc biệt, đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thì những hoạt động chăm lo của các tổ chức đoàn thể của cộng đồng dịp này càng trở nên ý nghĩa hơn, góp phần đem tới cho các em Tết thiếu nhi ấm áp yêu thương. Đáp lại tâm trạng háo hức, mong chờ, Bảo Châu và các bạn học sinh có mặt ở đây được các cô chú nhà hảo tâm trao tặng rất nhiều món quà mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Có đồng phục, hộp bóp, sữa, dây. Mừng quá hả? Tạp, hết rồi. Con thích cái nào nhất? Ít dài, bộ đồng phẩm, bộ hộp bóp, tạp. Còn với các bạn nhỏ đặc biệt này, ở cơ sở phục hồi chức năng trẻ bại não, những phần quà được nhận hôm nay không chỉ đơn thuần là vật chất, đó còn là tình cảm, nguồn động viên tinh thần mà các em và gia đình vô cùng trân quý. Quốc tế thiếu nhi 1/6 được nhận cái bông với bánh kẹo của mấy cô, con rất là vui. Bé nó không có được con, tại vì nó không có đồ chơi đồ này kia đó. Rồi mấy cô cho nó vậy nó cũng rất vui, nó mừng. Với mẹ cũng mừng nữa. Mấy cô ông chú cho tài trợ vậy đó rồi cũng vui vẻ. Chẳng có tinh thần của bé nè. Ngày Quốc tế thiếu nhi thì địa phương đã vận động Quỹ Mạnh Thường Quân về hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, về những cái phần quà tiếp sức đến trường, những chiếc xe đạp và cũng như là các cái công trình hỗ trợ sửa chữa nhà nhân ái cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Và đồng thời là địa phương cũng vận động thêm các cái đơn vị hỗ trợ một sân chơi ở ngoài trời cho các em thiếu nhi. Dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay được xem là đánh dấu cho sự khởi động trở lại các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19. Một mùa hè bình thường mới cho các em cùng hứa hẹn sẽ được bù đắp với sự chung tay nỗ lực của các ngành, các cấp, đoàn thể địa phương và cộng đồng xã hội. Không chỉ là các món quà ý nghĩa thiết thực mà còn có những hoạt động vui chơi bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Vi chất Dinh dưỡng năm 2022, sáng nay, các trạm y tế xã phường thị trấn trong tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt tổ chức cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A đợt 1 năm 2022. Tại các trạm y tế, từ sáng sớm rất đông người dân đã đưa trẻ trong độ tuổi quy định đến bổ sung vitamin A. Tại trạm, trẻ được cân nặng, đo chiều cao và uống vitamin A liều cao theo quy định. Phụ huynh cũng được tư vấn hướng dẫn các biện pháp chăm sóc nuôi con theo khoa học để trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ. Đưa bé đến từ sáng sớm nên cho bé uống để bổ sung cho bé đầy đủ dưỡng chất, đầy đủ chất vitamin cho bé khỏe. Đến trạm y tế này, trạm y tế cũng có tư vấn cho em cách nuôi con khoa học nên là em cũng có bổ sung kiến thức lên chăm sóc con đầy đủ hơn. Nhà em được 2 bé. Bé nhỏ được 1 tuổi, còn bé lớn thì 3 tuổi. Nên bữa nay em cho bé đi xuống trạm đừng uống vitamin. Cho bé đừng có chất đề kháng này, coi sức khỏe tốt nữa. Theo ngành y tế, đợt 1 diễn ra trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 6. Toàn tỉnh có gần 34.000 trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi và hơn 6.700 bà mẹ cần được bổ sung vitamin A. Để đạt chỉ tiêu, trên 98% trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, trên 85% bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng và trẻ mắc các bệnh có nguy cơ cao thiếu vitamin A được uống vitamin A trong chiến dịch, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, linh hoạt tổ chức chia theo các khung giờ khác nhau để người dân thuận lợi đưa trẻ đến uống vitamin A, đồng thời phân luồng hợp lý, hạn chế tập trung đông người và giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Hiện nay thì ý thức của người dân thì cũng rất là cao, cho nên là
Sáng sớm thì các bà mẹ đã đưa bé đến địa điểm để mà uống cũng khá đông. Bên cạnh đó thì có một số những cái phụ huynh là không có đến được trạm y tế, thì trạm y tế cũng có một cái hướng là lập danh sách trẻ trong địa bàn, và sau đó thì sẽ phân bổ về cho cộng tác viên, thì sẽ đến tận nhà để mà cung cấp thuốc và cho trẻ uống, thì đảm bảo an toàn trong lúc là uống vitamin A tại nhà. Vitamin A là một trong những cái vi chất là rất cần thiết cho trẻ, để là thứ nhất là mình phòng ngừa là khô mắt cho trẻ nè, và thứ hai nó cũng là vi chất dinh dưỡng để là giúp cho trẻ là phát triển về thể chất cũng như là tinh thần, cũng như là dinh dưỡng, là phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cũng như là các cái bệnh truyền nhiễm. Qua giám sát các cái trạm y tế thì nói chung mấy em nó thực hiện các cái quy trình, các bước thì rất là chuẩn. Người dân người ta cũng ý thức, người ta cũng đến là đầy đủ, khá là đầy đủ để cho con em mình được uống vitamin A. Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ là hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm nhằm góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, kéo giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ. Với mục tiêu được tỉnh đặt ra là giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng còn 12,1% và thể chiều cao còn dưới 20%. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, huyện Long Hồ vận động xã hội hóa thực hiện 3 công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. 3 công trình được thực hiện tại ấp Phước Nguân, Long Thuận và Phước Trinh B, có tổng chiều dài 7.300m, được thi công với số tiền là 479 triệu đồng. Trong đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã vận động các tổ chức, doanh nghiệp gần 300 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đối ứng. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Cuối năm 2021, xã đã thực hiện được 94,5% đường liên xã liên ấp có hệ thống chiếu sáng. Việc triển khai vận động thực hiện 3 công trình đèn đường thắp sáng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng góp phần nâng tỷ lệ đường liên xã liên ấp có hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã đạt 100%. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký thực hiện một số công trình giao thông tại địa phương với tổng kinh phí xây lắp gần 1.000 tỷ đồng. Hiện các chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Công trình nâng cấp mở rộng cầu Long Phước, xã Long Phước, huyện Long Hồ có tổng giá trị xây lắp trên 7 tỷ đồng, là một trong những công trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Để đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này, những ngày qua chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhờ thế, đến nay, cầu Long Phước đã đạt 90% khối lượng theo thiết kế được phê duyệt. Tập trung bố trí hết nhân lực và máy móc làm 3 ca và chia được 3 mũi thi công, một mũi phần đường và 2 mũi phần cầu. Chất lượng thì được nhà thầu kiểm soát rất chặt chẽ, từng mẻ đổ bê tông một là đều có đúc mẫu ép để kiểm tra chất lượng. Vâng, và sắt thép cũng thế ạ, cũng được kiểm tra rất kỹ. Còn đối với công trình đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long cũng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tuy mới triển khai từ cuối tháng 4, song với cam kết quyết tâm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước một tháng so với kế hoạch, đơn vị thi công đã tập trung nhiều phương tiện thiết bị, tổ chức thi công ngày đêm, nên đến nay giá trị thi công đã đạt gần 5 tỷ đồng. Thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký thực hiện 4 công trình với tổng kinh phí xây lắp gần 1.000 tỷ đồng. Hiện các công trình được triển khai theo kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư của tôi đã chỉ đạo nhà thầu và các cái đơn vị giám sát quản lý dự án là phải lên kế hoạch hàng tuần, là để mà chủ đầu tư kiểm tra và để có cái hướng để đôn đốc và để mà đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi cũng đang tập trung là làm việc với nhà thầu thi công, tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư xe máy để thực hiện theo cái tiến độ đã được chủ tư phê duyệt.
Với quyết tâm của các nhà thầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và sự hỗ trợ có trách nhiệm của chủ đầu tư, chính quyền địa phương, sẽ là tiền đề quan trọng để các công trình giao thông kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt sớm hoàn thành với chất lượng, mỹ quan theo thiết kế được phê duyệt và được đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều hôm nay 1 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định giá mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng, mỗi lít xăng RON 95 tăng 920 đồng và các mặt hàng dầu cũng tăng từ 310 đồng đến 940 đồng một lít hoặc là ký. Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 5 kể từ ngày 21 tháng 4 đến nay. Như vậy, sau điều chỉnh từ 15 giờ chiều nay, giá xăng RON 95 là 31.570 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 30.230 đồng một lít. Dầu hỏa có giá 25.340 đồng một lít, tăng 940 đồng một lít. Giá dầu diesel sau điều chỉnh là 26.390 đồng một lít, tăng 840 đồng một lít. Dầu mazut có giá 20.900 đồng một kg, tăng 310 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu ở mức 500 đồng mỗi lít đối với xăng RON 95, chi 100 đồng đối với xăng E5 RON 92. Riêng các mặt hàng dầu sẽ ngừng chi từ quỹ bình ổn hội địa phương. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.